Hi, xin chào các bạn nha. Hôm nay thì em vừa nhận được một viên đá đây của Tuấn Anh ở Lạng Sơn. Em sẽ test thử với cái đê ba và cái da mèo này. Trước tiên thì em phải ngâm đã, ngâm xuống nước đã. Ngâm một lúc đã mới mài được. Để chờ đợi cái viên chưa ngâm thì em xem. Cái này nó dị quá rồi, em sửa qua cái này hết. Này là em mài sắn để thôi, chưa dùng nữa. Nó dính dị rồi. Như là ăn mất lưỡi dao rồi. Này cũng ăn nhé, thấy viên này mà đây bà cũng ăn. Mà ăn này nó hơi chậm chút thôi. Bây giờ em sẽ mài cái này. Đây ăn tốt. Tốt luôn. Này bác nào chưa thử đá này thì mua về thử nhé. Thịt mịn luôn. Này đã hút nước rất nhanh, cái này đã khô rồi. Rồi, bây giờ em sẽ test với con mèo này xem nào. Màu gam. Con này khoảng 37-38 nhỉ. 37-38. Em test với con này xem. Cũng ăn tốt luôn. Đá nó hơi bé, con dao nó to.
cái đá này hút nước phải mài dưới cái vỏ nước, nó phải lấy nước lên. Đây do cái đá này rất là mịn này, mài cái dao to này cũng thấy ăn chậm quá, mình chỉ lấy bén thôi. Ví dụ như con hổ ăn mặc kia là to con như này. Mài cái này trước, sau đó mới mài cái này nữa đấy. Rất là bóng vào.